Vâng, đây chính là chiếc vỏ ngô Twitter 10 full carbon đầu cá mập, có thiết kế full carbon gồm khung, càm, cọc yên, tay lái, vành bằng carbon. Sử dụng tay lái niền vô tầng đầu cá mập, cặp vành chém gió cao 5cm. Trong video này, Sup giới thiệu và bán tới chị sản phẩm siêu hot của hãng xe đạp thể thao Twitter. Đây chính là Twitter 10 full carbon đầu cá mập, sử dụng bộ chuyển động Retrovic 22 tốc độ, phanh đĩa, chiếc sỏi, sản phẩm siêu hot trong năm nay. Và có mức giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ tốt khi đến với shop xe đạp thể thao VIP.com. Mua xe đạp thể thao anh chị có thể đến trực tiếp shop xem xe, mua xe, hoặc đặt xe online thì nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Và từng màu sắc shop sẽ giới thiệu chi tiết để anh chị thích màu nào, anh chị xem video giới thiệu màu đó, anh chị vừa xe nào thì anh chị mua xe đó từ shop xe đạp thể thao VIP.com. Rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Dù anh chị ở bất cứ nơi đâu, có người mang xe đến tận nhà cho anh chị, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, đây chính là chiếc vỏ ngô Twitter 10 full carbon đầu cá mập em giới thiệu chi tiết và bán tới chị trong video này. Có thiết kế full carbon gồm khung, càm, cọc yên, tay lái, vành bằng carbon. Sử dụng tay lái niền vô tầng đầu cá mập của hãng xe đạp thể thao Twitter. Cặp vành chém gió cao 5cm, toàn bộ hệ thống tem phản quang biển. Khi anh chị chạy trong thời tiết buổi tối có ánh điện chiếu vào thì cực kỳ nổi bật luôn. Và đây chính là Twitter 10 màu Titan, em sẽ đi chi tiết ngay sau đây. Hiện Twitter 10 model này đang có hai size, đó là size 46 và size 48, phù hợp với rất nhiều chiều cao của anh chị nhé. Khung càng sử dụng carbon fiber và thiết kế của Twitter 10, đây là thiết kế mới nhất, sản phẩm mới nhất, mẫu mới nhất xe đạp thể thao Twitter trong năm nay. Thiết kế rất đẹp, khỏe khoắn và mạnh mẽ. Và với Twitter 10 full carbon đầu cá mập, anh chị thấy tay lái rất đẳng cấp đúng không ạ? Toàn bộ các âm trong tay lái chạy luôn vào vô tầng, chạy xuống khung, giấu gọn. Thiết kế của tay lái rất đẹp, sử dụng phuộc bằng carbon, cọc yên bằng carbon, sử dụng yên mút bọc da mềm, da PU, da chống nước của hãng Retrovic. Một chiếc yên chất lượng rất là êm. Cặp bánh bằng carbon, vành chém gió cao 5cm, lan hoa bằng thép, lan hoa hơi dẹt một chút. Và sử dụng cặp mê ơ bi bậc đạn cắt CNC, trục thả lắp nhanh bánh trước bánh sau. Và sản phẩm này còn hot hơn nữa khi sử dụng củ phanh dầu của hãng Zoom, đĩa phanh đường kính 140. Twitter 10 này đang được trang bị bộ chuyển động Retrovic với tay đề số Retrovic 3 trong 1, tức là anh chị bóp vào là phanh này, nên níp xuống níp, nên đĩa xuống đĩa đều trong một tay thôi anh chị nha. Vâng, tay phải là điều khiển gạt níp, còn tay trái sẽ điều khiển gạt đĩa, bóp là phanh, gạt sâu là lên níp to hơn, gạt nhẹ là xuống níp nhỏ hơn, tương tự như thế bên tay trái. Rất dễ dàng đổi số cũng như là dễ dàng kiểm soát tốc độ. Gạt đĩa Retrovic 2 speed, gạt lít Retrovic 11 speed, lít thả 11 tầng của hãng Sugex, xích của hãng KMC, cùng bộ đôi đĩa trục dẫm bằng nhôm cắt CNC, hai đĩa sử dụng cốt giữa, cốt BB. Và tiếng gối nổ của lít thì nghe rất hay anh chị nhé. Và sử dụng phanh đĩa thì bóp rất chắc tay luôn. Lốp sử dụng lốp Innova Pro 700x25C. Vâng, em vừa giới thiệu nhanh chi tiết tới chị mẫu Twitter 10 RS22 full carbon đầu cá mập, sử dụng phanh đĩa siêu hot. Và anh chị còn câu hỏi nào thắc mắc cần tư vấn thêm, hãy liên hệ trực tiếp với shop và số điện thoại hotline 0983315936 đang hiện trên màn hình. Và toàn bộ thông tin về mẫu xe đạp Twitter 10 full carbon này, shop đã đăng tải rất chi tiết trên web xe đạp thể thao VIP.com cùng với giá của xe. Anh chị có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả video này, có thể đặt xe trực tiếp trên web, có thể đến trực tiếp shop xem xe, mua xe, hoặc đặt xe online thì nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng, như đã có hàng ngàn khách hàng trên mọi miền tổ quốc đã đến với shop mua được sản phẩm tốt, giá tốt, hài lòng về sản phẩm nhận được cũng như dịch vụ 5 sao từ shop xe đạp thể thao VIP.com. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Anh chị nhớ đăng ký kênh xe đạp thể thao VIP.com trên YouTube. Shop sẽ liên tục giới thiệu, cập nhật và bán tới anh chị nhiều sản phẩm mới. Còn bây giờ hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.